đây giới thiệu bà con mấy dòng ăn lờ mới trong thùng của Đài Loan nha, Cabo nha, màu cam mắt đẹp nha, có gồm là 10 ngựa nha, rồi mới cút xéo và cút thẳng, hay gọi là tôi chậm tôi nhanh đó. Đây cút xéo là cút nằm vậy đây, à, cút lệch bên cút xéo, cút thẳng là cút nằm đây, nó hai con mà con phân biệt ha, là cút xéo thẳng vậy đó, thấy giống hệt cho máy xăng đâu bà con. Nếu mà cút thẳng là 3.600 trên phút, còn cút xéo là 1.800 vòng trên phút, tốc độ hệt máy xăng. Theo giá xăng cao này bà con nên xài dầu, dầu sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Mặc dù nhiên liệu đang bằng nhau nhưng giá dầu cũng đậu rẻ giá xăng, nhưng bà con tiết kiệm được phần nào đó. Tốc độ giống hệt máy xăng nha, 3.600 vòng trên phút nha, thu nhanh, thu chậm thì 1.800 hệt máy xăng thôi. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886 5677 vừa đề vừa giật luôn bà con. Đây nó tặng theo là hai dây nguồn đấu bình tắt ổ khóa nè bà con, về câu vô 23 chìa khóa ra nè. Đây nó có sẵn chế sạc rồi sẵn hết trơn bà con cứ ghim vô ổ khóa, ghim vô bình là tự động sạc thôi, đơn giản dễ hiểu thôi. Đây, cầu chì nằm đây nha, con kiểm tra cầu chì nha. Nếu mà con xài thời gian lâu á, cố định là 100 giờ hay gì đó, nếu mà con xài nhiều á, thời gian á mà con nó nặng giật á là con mở ra chỉnh cò lại, chim cò đúng theo quy định đó là sẽ giật nhẹ hơn. Mà con xài nhiều phải làm vậy ha, đẹp ha. Tại sao này là bô nó ra thẳng luôn nha, nó không có co nha, nó ra thẳng luôn. Này là lại ra thẳng luôn chứ nó không có co. Đây. Ra thẳng luôn. À cục xéo cũng thẳng. Chỉ dầu tiết kiệm mà con ơi, giá xăng đang mắc, giá dầu tiết kiệm hơn, tốc độ vẫn như máy xăng thôi, cũng 3.600 1.800 10 ngựa đẹp ha, sao ốc vàng cháy. Kinh bò phụ tùng rồi có nha, heo bét là những thứ cần có nha, heo đây kiện có heo bé đầy đủ nha. Rồi bà con là cái điện luôn nha, 0886 3567 mới trong thùng can to màu cam rất đẹp nha, hàng mới nó khỏe bà con ơi, cứ 20 chặt tháng đầu đổi mới thôi, mới sẽ tiết kiệm dầu nhiều hơn do bé heo nó còn kính. Đây phụ tùng này là bé và đầy đủ nha, đầy đủ kết hợp sạc luôn. Này nó sẽ tiết kiệm giá nhiên liệu hơn, xăng lít thì nó mắc hơn mấy ngàn lít thì xài dầu sẽ tiết kiệm được hơn bà con, giảm bớt chi phí, con đi biển đi tàu đồ đi đánh bắt nó cũng đỡ tiết kiệm hơn, chạy đường xa rất tốt, máy dầu chạy xa rất là mạnh nha, máy này lực lắm ạ. Mười ngựa mà đẹp sao đẹp ha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn là 0886 3567 cút xéo cút thẳng bà con ha, cút thẳng là cốt nằm bên giữa nè, là tôi nhanh đó, 3.600 đó, cút xéo là cốt nằm lệch bên vậy đó là tôi 1.800 giống hệt máy xăng thôi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn là 0886 3567 bà con xài thời gian nhớ làm vệ sinh cái lượt gió nữa bà con. Đây mở vệ sinh ra làm lượt gió nha, quy định tới giờ đó. Đây định giờ bà con mở ra làm vệ sinh nha. Đây giờ dắt bà con ra làm vệ sinh cho nó hợp lý. Đây, bà con nhớ làm vệ sinh nha. Mình có kiểm tra đúng kỹ thuật thì xài nó sẽ bền hơn bà con, cái gì cũng vậy phải xài đúng kỹ thuật thì nó sẽ bền và đi đường xa nó an tâm hơn, bà con phải xài đúng kỹ thuật là ok, không có gì xảy ra hết. Bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886 3567 thì vệ sinh đi thôi. Nó xiết vô con nhớ xài thời gian mà con phải làm vệ sinh nha, xiết vô cứng thôi đừng lắc, thời gian mà con xài phải xiết ốc lại nha, xiết ốc lại hết, tại
vì máy nó rung nó sẽ ảnh hưởng ốc. Con xài giống như máy hao xe máy thời gian ngàn cây đi bảo hành lần đầu đó là con siết ốc siết bô lại, đó là bắt buộc. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356